Cục Quản lý Thị trường Quảng Bình cho biết, đội quản lý thị trường số 3 phối hợp Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh vừa kiểm tra và phát hiện ô tô khách mang biển số Đắk Nông do ông Võ Sĩ Liêm, tổ dân phố 3, phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới điều khiển, lưu thông trên tuyến quốc lộ 1A theo hướng Bắc Nam. Khi đi ngang qua địa phận xã Quảng Xuân, Quảng Trạch thì bị cơ quan chức năng phát hiện bắt giữ. Trên xe vận chuyển một cá thể nghi là hổ con đã chết với trọng lượng 2,2 kg. Ngoài ra còn có 4 chân động vật nghi là chân gấu có trọng lượng 5 kg và 2,5 kg thịt nghi là thịt hổ, thuộc danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm. Trên xe còn có thêm một số hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có hóa đơn chứng từ theo quy định, có dấu hiệu nhập lậu, gồm quần áo, kính cường lực dùng cho điện thoại di động, dồi lợn đã qua sơ chế, đóng gói, đông lạnh.